Một chuyên gia nghiên cứu về chiến lược nhận định rằng việc Trung Quốc đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhiều tuần qua nhằm mục đích bào mòn quyết tâm của Hà Nội, trong bối cảnh xuất hiện tin nói rằng tàu được trang bị cần cẩu thuộc loại lớn nhất thế giới hiện diện trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Ông Rama Chalani từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi nói rằng, giống như Ấn Độ, Việt Nam không có đồng minh quân sự và buộc phải một mình đối đầu với sự gây hấn của Trung Quốc. Bài học chính cho Việt Nam là phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ vì mục tiêu của Trung Quốc là bào mòn quyết tâm của Việt Nam thông qua việc gây áp lực từ nhiều hướng, ông Chalani nói. Khi được hỏi về điều Hà Nội có thể học được từ kinh nghiệm đương đầu với Bắc Kinh của chính quyền New Delhi. Nhận định của chuyên gia Ấn Độ được đưa ra trong khi có tin nói hôm 3 tháng 9 rằng một tàu được trang bị cần cẩu của Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong khi tàu thăm dò Hải Dương 8 đã rời khu vực gần bãi Tư Chính và tới thả neo ở đá chữ thập. Ông Chalani cho rằng tham vọng bành trướng của Trung Quốc rốt cuộc sẽ buộc Việt Nam phải thay đổi chính sách 3-0 một cách từ từ và tinh tế. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tham gia các liên minh quân sự, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravish Kumar đã lên tiếng về hoạt động của tàu Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam nhiều tuần qua, nói rằng New Delhi kiên quyết ủng hộ quyền tự do hàng hải và bay ngang ở Biển Đông. Khi được hỏi về tầm quan trọng của Việt Nam trong các chiến lược ngoại giao của Ấn Độ ở khu vực Đông Nam Á, ông Chalani nói rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và New Delhi đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu từng xuất bản sách về sự trỗi dậy của Trung Quốc này nói rằng hai nước cần thêm nội dung chiến lược trong khi củng cố quan hệ song phương.